Cú sốc Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu có thể không kịp tham dự hai trận đấu vòng loại World Cup 2026 gặp Indonesia cùng đội tuyển Việt Nam. Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu với Indonesia thuộc khuôn khổ bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 3. Lượt đi ngày 21 tháng 3 trên sân Gelora Bung Karno và lượt về ngày 26 tháng 3 trên sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Tuy nhiên, những ngày gần đây, huấn luyện viên Philip Chu và các cộng sự liên tục đón nhận các tin tức không vui về mặt nhân sự. Sau Nguyễn Tuấn Anh và Quế Ngọc Hải, giờ đây hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng có khả năng không kịp cùng đội tuyển Việt Nam hành quân sang Indonesia vào tháng 3 tới. Đoàn Văn Hậu có khả năng không kịp trở lại khi đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026. Theo VTC News, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vẫn phải tiếp tục điều trị chấn thương trong tháng 3 năm 2024. Cách đây ít ngày, cầu thủ sinh năm 1999 vừa đáp chuyến bay sang Singapore để khám lại và đánh giá quá trình tập hồi phục suốt thời gian qua. Nếu mọi thứ tiến triển thuận lợi, cầu thủ sinh năm 1999 cũng chỉ có thể trở lại ở giai đoạn cuối V-League 2023-24. Nếu vắng Đoàn Văn Hậu, đây sẽ là tổn thất lớn cho đội tuyển Việt Nam. Indonesia đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc dưới bàn tay huấn luyện viên Shin Tae-yong và dàn sao nhập tịch đến từ châu Âu. Ở lần gặp nhau gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Philip Chu phơi áo không, một tại khuôn khổ bảng D vòng chung kết ASEAN Cup 2023.